Dạ vâng, shop xạ thủ PCB ba miền, em lại xin kính chào toàn thể các bác cùng toàn thể anh em đam mê PCB trên các mọi miền Tổ quốc. Lời đầu lại cho shop em gửi lời chào cộng lời chúc sức khỏe tới toàn thể các bác cùng toàn thể anh em đam mê PCB trên khắp mọi miền Tổ quốc. Có một sức khỏe dồi dào để theo đuổi những niềm đam mê của mình nhé. Trên màn hình nhỏ của các bác hôm nay, em lại gửi bưu giới thiệu cho các bác, giới thiệu cho anh em một cái cây FX Q2 lỗ Q sói Sài Gòn nhé. Và cấu hình cũng gọi là tầm trung cho các bác, cho anh em mà giá rất chi là mềm cho các bác, cho anh em. Và cấu hình thế nào, giá thành ra sao thì trước khi vào giới thiệu chi tiết sản phẩm thì cho shop em giới thiệu sơ qua về cách thức giao dịch và mua bán bên shop em nhé. Shop em có hai hình thức giao dịch và mua bán, một là ship code COD, hai cộng gửi xe. Ship code COD thì các bác và anh em có thể đặt hàng và nhận hàng, đồng kiểm tra hàng, đúng sản phẩm, đúng mẫu mã của các bác của anh em đặt hàng thì các bác và anh em mới phải thanh toán. Không đúng hàng, không đúng mẫu mã của các bác của anh em đặt hàng thì các bác và anh em có thể hoàn hàng gửi lại shop. Hàng thì bên em lúc nào uy tín, chất lượng, giá rẻ để phục vụ các bác, phục vụ anh em theo đuổi những cái niềm đam mê của mình nhé. COD, các bác nhận COD một cây củ như này thì em phải bóc tách ra, chia đơn lẻ ra làm 2 và 3 đơn lẻ tùy theo địa điểm gần xa của các bác của anh em. Thì nhận hàng xa thì em phải làm 4 đơn, còn gần thì em có thể 3 đơn hoặc 2 đơn cũng được. Và thứ hai là về phần gửi xe. Gửi xe thì các bác và anh em được rất nhiều quyền lợi, là bên em lắp ráp, căn chỉnh và đi hezo test thực tế và trả video thực tế cho các bác, cho anh em lúc nào cũng độ chụp đạt đến 100% và video trả video thực tế, không có video cắt ghép nha các bác nhé. Nên các bác và anh em yên tâm, bên em làm ăn lúc nào cũng là uy tín và chất lượng, giá rẻ để phục vụ các bác, phục vụ anh em theo đuổi những cái niềm đam mê của mình nhé. Gửi xe thì bên em gửi tất cả các tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam thân yêu của chúng ta, cũng như là 63 tỉnh thành, tất cả các đường quốc lộ và tuyến huyện của các bác của anh em. Thì các bác và anh em nhận hàng, các bác và anh em đặt nguyên cây thì cọc cạch cho em 1-200, gọi là cái tiền trách nhiệm. Và tiền trách nhiệm đó em lại trừ vào đơn hàng của các bác của anh em, nên các bác và anh em yên tâm, không bao giờ lạm phát ra tình trạng lừa đảo xảy ra. Bên em làm ăn lúc nào uy tín lâu năm nha các bác nhé. Thì giờ em vào giới thiệu cây củi này, cấu hình cũng gọi là tầm trung cho các bác nhé. Đây, một là combo này, combo quy báng là báng chữ A này, quy là quy sói Sài Gòn nhé, hàng loại 1 nhé, hàng rất chi là ok. Đấy. Thứ 3 là con van này, em đang sử dụng con van là con van Dream 7075, đấy, loại 1, đấy. Loại 1 là có bằng đồng ở dưới nha các bác nhé, chỉnh áp ngoài nhé, rất chi là ok. Đấy. Và thứ 4 là con bình, em đang sử dụng là con bình là cái bình nhôm, là bình nhôm là để chứa hơi cũng chả... các bác thì anh em muốn nâng cấp lên cái bình carbon cho nó nhẹ nhõm cũng được, không thì dùng lít tròn, nhôm lít tròn cũng được, tùy vào kinh tế, tùy vào kinh tế của các bác của anh em. Đấy, bình là bình 0.35. và con giảm thanh em đang sử dụng là con giảm thanh Azigun, hàng FX Azigun. Đấy, ôm trọn vẹn hết cái đầu cành cho các bác, cho anh em rất chi là ok nhé. Và con cành, đặc biệt con cành em đang sử dụng là con cành cành lô tha quay dưa tiêm vàng, hàng phiên bản công ty, hàng đầy đầu và nhập tàu chính hãng, là em đang sử dụng là cành này là cành 6.35 nhé các bác nhé, cành 6.35 đấy. Và con kính là em đang sử dụng con kính là con kính VTG, hàng Discovery, hàng thông số là 3-12x42 AOAC nhé. Đặc biệt hỗ trợ các bác, hỗ trợ anh em là cái đèn hồng tâm và cái vỉ gửi kẹo nhé. Đây kẹo đây nhé các bác nhé, đấy, này, kẹo 635 đấy, em vẫn cài đây, rất chi ok nhé các bác nhé. Gửi gắm vào viên kẹo cho các bác, đây, mút rất chặt nhé các bác nhé. Đấy, một cây y hình như này thì các bác và anh em bổ kết cây này thì có thể chụp màn hình lại gửi cho em qua đường link Zalo, hoặc là điện trực tiếp cho em qua số điện thoại đầu trang là 0823 835 477, và inbox qua Zalo trực tiếp cho em tư vấn cho các bác, tư vấn cho anh em có một cây củi ok và chất lượng nhất nhé. Thì cây này em báo giá công khai cho các bác, cho anh em là 7 triệu đồng nha các bác nhé, 7 triệu đồng. Trong khi đó em tặng cho các bác, tặng cho anh em một hộp kẹo để các bác và anh em về đi tiết củi nhé. Kẹo bên em toàn kẹo loại 1, hàng đẹp nhé, váy tròn và dày dặn nhé, cho các bác, cho anh em về đi bem rất chi là ok nhé. Thì các bác và anh em cũng xin dừng video tại đây. Thì các bác và anh em theo dõi kênh thì cho em xin một đăng ký kênh và một like để em có động lực quay những video chất lượng hơn, phục vụ các bác, phục vụ anh em. Thì cuối video lại cho em gửi lời chào cộng lời chúc sức khỏe tới toàn thể các bác cùng toàn thể anh em đam mê PCB trên khắp mọi miền Tổ quốc, có một sức khỏe dồi dào để theo đuổi những cái niềm đam mê của mình nhé. Bên em phục vụ các bác, phục vụ anh em đầy đủ tất cả các linh phụ kiện dài lẻ của dòng PCB, ví dụ như Condo truyền thống FX, Benjamin về Bích, phục vụ các bác, phục vụ anh em nhiệt tình và tận tình chú đáo. Dạ vâng, cảm ơn các bác, cảm ơn anh em. Hẹn các bác và hẹn anh em ở video tiếp theo nhé.